Hà chục ngôi làng ở huyện Lumajang hiện phủ đầy cho bụi và không còn sự sống, khiến hơn 5.000 người dân phải đi di tản. Ngoài số người bị thương, thiệt mạng và mất tích, tất cả các cơ sở công cộng, cây trồng và hàng ngàn con vật nuôi bị tiêu hủy kể từ khi núi lửa semeru phun trào phóng ra các đám mây nóng và tuyết lở hàng ngàn nhân viên phối hợp đã đến hiện trường để thực hiện các nỗ lực ứng phó khẩn cấp khác nhau hiện nay lực lượng đặc nhiệm được thành lập và đang tập trung vào việc tìm kiếm và sơ tán cũng như đảm bảo các dịch vụ cơ bản cho những người dân bị ảnh hưởng bộ công chính và nhà ở công cộng indonesia cũng cử lực lượng đánh giá tác động thiệt hại cơ sở hạ tầng làm sạch mạng lưới giao thông đang phủ kín cho bụi và khôi phục kết nối Công tác khắc phục hậu quả liên tục gặp nhiều trở ngại do thời tiết xấu, mưa lớn, gió to kèm theo những đợt phun trào mây nóng vẫn tiếp tục diễn ra ở khu vực tìm kiếm. Một số địa điểm đội cứu hộ chưa thể tiếp cận được do mặt đất vẫn còn nóng ảnh hưởng từ vụ phun trào núi lửa. Núi lửa Semeru có lịch sử phun trào từ năm 1818. Đây là một trong 130 ngọn núi lửa còn hoạt động ở Indonesia và đây cũng là đất nước có số người thiệt mạng do núi lửa phun trào lớn nhất thế giới. Các nhà nghiên cứu núi lửa cho rằng hệ thống cảnh báo sớm chưa hoạt động tối ưu là một trong những nguyên nhân gây ra thiệt hại lớn về người và của trong vụ phun trào núi lửa Semeru. Cơ quan quản lý thảm họa quốc gia Indonesia kêu gọi người dân không di chuyển trong bán kính từ 1 đến 5 km tính từ đỉnh núi Semeru.